Hello, Miu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Miu sẽ ghép con gì ta? Con pháp sư sói cho các bạn xem nha. Thì con đâu phải con pháp sư sói không ta? Hình như con đó người sói thì cũng không phải, tự nhìn đó y chang con sói luôn, nhưng mà nó đi hai chân thôi. Thì cái con này thì các bạn cần cái con sói thường này đó. Rồi ghép hai cái con đó thì sẽ lên được cái bọc một đầu tiên nha. Thì hai cái con đó là một con level 20 và một con level 30 nha. Và Miu đã lựa sẵn chỉ số ở đây là một con 2.8 với một con 2.7. Không biết có ghép ra được chỉ số cao không, Miu ghép đại á. Tại Miu không có lựa chỉ số nha, Miu lười bắt quá. Đây. Đây là cái con sói đầu tiên. Thì cái con này gọi là pháp sư sói nhỉ, chứ không phải là, hình như là phù thủy sói chứ cũng không phải là người sói nữa, tại vì nó chỉ đi hai chân chứ nó đâu có giống con người chỗ nào đâu. Đâu gọi là người sói được nhờ. Con này thì là pháp sư sói nha mọi người, và cái con này là chỉ số của nó là chỉ có 2.4 thôi. Thì cái bậc thứ hai của nó là phải ghép cái con werewolf gì gì đó với lại cái con king werewolf này. Thì cái con king werewolf này á nó cần tới level 40 lận, và để bắt được cái con đó thì các bạn cần phải chế thức ăn làm cái gì ta, sườn cừu với lại thịt quay ly nha mọi người. Và Miu sẽ cắt bỏ cái khoảng thời gian mà Miu up level của nó. Thì đây, sau một khoảng thời gian đi đập đá cực khổ thì Miu đã cày được một con level 30 và một con level 40. Thì hai cái con này là một con pháp sư sói với con king quạt á, là con vua sói bình thường nha, chứ không phải là sói gì hết mà là vua sói bình thường, sói đen á đó. Rồi bây giờ Miu sẽ ghép hai con này lại. Miu không biết chỉ số mát và cao nhất của nó là bao nhiêu nên Miu ghép đại nha mọi người. Qua được mutant nè, thì ghép hên xui thì sẽ được mutant, và cái con này là mutant này mọi người ơi. Thì cấp độ thứ hai của nó là một con sói đỏ chét này nè, nhìn nó khá là đẹp mà nó đỏ lắm, nhưng mà cái cấp cuối cùng của nó còn đẹp hơn nữa. Thì bây giờ Miu sẽ lấy cái viên đá sữa ra Miu sửa. Miu bỏ đâu quên rồi nhỉ, à đây. Bây giờ Miu sẽ lấy cái cục sửa tên nó ra nha. Thì cái cục này dùng để sửa tên cho nó, để mất cái dòng chữ mutant. Thì muốn mất được á thì các bạn nhấn vô repair rồi nhấn vô dấu cộng, bỏ cái viên đá này vào rồi repair nó thôi. Đó là nó sẽ sửa được tên của cái con sói này nha. Rồi nó đã mất cái chữ mutant rồi nha mọi người. Thì không có cái chữ mutant mới ghép được tiếp nha, chứ mà còn chữ mutant là không ghép được nữa. Đó là bây giờ là phải cày nó lên cấp 35. Và cái con tiếp theo là con sói sa mạc nha mọi người. Thì con sói sa mạc này là con sói bình thường chứ không phải là vua sói. Đó, và cũng cày nó lên cấp 45 lận. Thì cái con sói sa mạc này các bạn có thể qua bên sa mạc để bắt nha. Bên sa mạc sẽ có rất là nhiều. Và công thức thức ăn của nó thì Miu có để đây. Túi khoai tây, thịt bình thường với lại sườn cừu nha. Thì khoai tây các bạn cũng lượm ở bên sa mạc luôn. Đó, và Miu đã cày sẵn level luôn. Miu cắt bớt khoảng thời gian cày á, chứ thực tế là mấy cái con này là mấy cái con cũ Miu để cho các bạn xem á, thì chỉ số như nhau à. Và bây giờ Miu ghép nó nha. Miu nhắc lại cái công thức thức ăn của cái con sói sa mạc nha, là túi khoai tây, sườn cừu với lại thịt mít bình thường nha. Rồi, đây là cái con werewolf shaman nha mọi người, và nó không mutant, chỉ số nó có 2.7, hình như là hơi thấp. Miu ghép đại chứ không có lựa chỉ số nha, nên chỉ số nó không được cao á. Rồi, thì bây giờ cái hình thể cuối cùng của nó là hoàn thành luôn á, là ghép với lại cái con vua sói sa mạc. Thì cái con này Miu chưa có bắt nên không có thấy nó. Thì cái công thức thức ăn của nó là cũng giống như cái con sói sa mạc thôi, nhưng đổi cái thịt mít bình thường thành thịt quay ly, là thịt hiếm, cái thịt màu xanh lá nha mọi người. Rồi bây giờ Miu sẽ cắt bỏ cái khoảng thời gian cày level cho nó. Miu đi mua ADV đó, búp cho nó lên cấp. Rồi bây giờ là Miu đã up xong level của nó, là cái con vua sói này nó lên cấp 50. Còn cái con phù thủy này, phù thủy sói này thì nó lên được cấp 40 rồi nha. Và bây giờ Miu sẽ ghép cái hình thái cuối cùng của nó cho mọi người xem. Đó, bỏ cái con này vô. Rồi bỏ con này vô. Chỉ số thấp quá, chắc không được
Chắc không được rồi, không được cao. Tại vì con sói sa mạc là 3.2 với lại 1.8 mới là chỉ số mắc nha mọi người. Rồi, Miêu vẫn được mô tan, nhưng mà mô tan này không biết là Evo mấy. Có 3.1, 1.6 thôi. Con này chỉ số hơi bị thấp nha, hình như chắc Evo 1 mà có khi Evo 0 quá. Tại vì 3.2, 3.3 đồ mà ở dưới là 1.8 lận nó mới có Evo cao, chứ mình này là chỉ số rất là thấp nha mọi người. Con này là không được Evo cao. Thì bây giờ sẵn đây Miu sẽ dịch chuyển ra bên nhà giao dịch để Miu chỉ cho các bạn mua cái cục sữa tên màu cam. Tại vì cái con này á, thì cái cục sữa tên màu tím là không sửa được nha. Sửa rất là khó, sửa cũng được nhưng mà sửa với số lượng nhiều và sửa lâu lắm mới ra. Thì bây giờ Miu sẽ đi ra chợ Miu mua thử cái cục màu cam coi coi sửa có được hay không. Thì cái cục màu tím này là sửa không được nha, Miu sửa thử cho mọi người xem nè. Đó, là sửa bao nhiêu cục nó cũng sẽ gãy như vậy, nó không có sửa được. Tầm 20 cục, mười mấy 20 cục mới sửa được nha. Tầm mười mấy 20 cục mới sửa được, mà ngồi bấm mười mấy 20 cục mà trong cái video như thế này á, cho mọi người xem là kéo dài tới chiều luôn quá. Nên Miu sẽ tạm thời là cất vô và dịch chuyển ra ngoài nhà giao dịch, mua cái cục sữa tên thử cho mọi người thấy, để mọi người biết cái cục màu cam đó là cục nào nha, và giá cả nó như thế nào. Thì đây Miu đã dịch chuyển ra nhà giao dịch và đã cắt bớt cái khoảng thời gian ra ngoài nhà giao dịch rồi. Thì cái cục này nó nằm ở trong nằm trong chỗ nào ta, hình như là chỗ bếp thì phải. Cái bàn chân đâu, bàn chân nằm chỗ nào tự nhiên mình quên mất tiêu, hình như là trong chỗ bếp rồi. Đây thì bên mấy bạn bấm qua bên bếp á, mọi người bấm qua bên chỗ bếp nha, là nó sẽ có rất là nhiều đá. Thì cái đá của con người sói là cái cục màu cam là cái cục nào ta, chờ chút nha, để miêu kiếm nó đã. Cái cục này nè, thì là hình như là nó hơi bị mắc một xí, nó mọi người đã dành good coin mọi người mua cái cục đó sửa thì nó sẽ nhanh hơn rồi. Mà nó còn đúng có một cục mà không biết sửa được không nữa, chứ bình thường mình sửa cũng 2-3 cục á. Rồi bây giờ mình sẽ sửa thử có sửa được không nha. Tại vì cái con này á, là nó chỉ có Evo 1 thôi, chỉ số nó quá thấp hà, nó không có Evo 2 trở lên nên trời ơi một cục sửa cũng không được luôn, đã cùi rồi mà còn khó khăn nữa, buồn dĩ sợ. Công nhận nhân phẩm nó tụt dốc mà nó không lên được miếng nào luôn các bạn ạ. Rồi thôi, video của Miu đến đây là kết thúc nha, Miu sẽ sửa nó sau. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Nhớ like và subscribe share ủng hộ kênh cho Miu nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha.